Rồi mọi người ơi, bây giờ ăn cơm xong thì mình đã đến một nơi này rất là đẹp luôn. Đây là cái hoa, hoa gì nhỉ? Rồi, thực sự là mình không biết tên, mọi người thông cảm nhá. Ở bên Hàn người ta gọi nó hoa thung bét. Đó, một cái loại hoa mà thường thường là vào mùa đông ấy, tháng từ tháng 10 cho đến tháng 2. Tháng 2 là tầm cuối rồi, thế nhưng mà có mỗi cái địa điểm này ấy là còn thôi, cho nên là mình đã đến đây. Ở đằng kia có cả cam nữa, cam quýt các thứ ấy. Ờ, chú xin đẻo, bác cô nhỉ. Ôi, cây này đẹp chưa này mọi người ơi. Nó cũng rụng nhưng mà thế này là cũng được rồi. Đến vào cái tầm tháng 1 ấy thì đẹp dã man luôn mọi người. Mấy cái bạn trẻ bạn ấy đăng lên cái chỗ Insta ấy, nhìn nó mê ấy là mê luôn. Một cái lều nho nhỏ, túp lều lý tưởng. Chồng anh là cái mùi thơm ấy. Chồng anh bảo là cái mùi của cái hoa này rất là thơm, nhưng thực sự là mình chẳng ngửi gì luôn. Ui, đẹp chưa. Đấy, cũng may rồi, mình chỉ sợ là đến đây mà nó hết thôi. Tại vì những cái này là những cái gọi là đặc trưng ấy, đặc trưng của cái đảo Jeju này mọi người. Và đây nữa, thêm một cái đặc trưng nữa là những cái đá này này. Đấy, mình nói rồi, ở đây là rất là nhiều đá, mà đá nó cũng khác với khu ở đất liền, nó có những cái lỗ như này. Tí nữa thao chụp ảnh gia đình ở đây. Vừa nãy ở cái chỗ nhà hàng kia thì ấm, mà về đây giờ thấy kiểu lạnh lạnh như gió to. Đây, người ta xếp đá này. Ở bên Hàn Quốc ấy có những cái đặc trưng rất là hay nha mọi người. Người ta đến những cái chùa, người ta cứ sắp xếp những thành đá thành những cái tháp nhỏ ấy, mọi người. Xong rồi mình có những cái điều mong ước đấy thì mình sẽ vừa làm vừa mong ước. Chỗ này cũng đẹp này. Vừa mùi hoa vừa mùi cam luôn. Rất là đẹp luôn. Ở trong đây có một cái nhà cho nhỏ mọi người ơi. Có mùi không? Người sát vào nên có cái mùi một tí tí. Có một cái lều, không biết là người ta để làm, chắc là để chụp hình thôi, chứ mình nghĩ là ở đây thì cũng không có. Không có nữa à? Đấy, ngồi đây chụp hình ảo cho mới lên sao chích cơ trời ạ, cái này là phối gì cả. Chỗ này có tí nắng rồi, ấm ấm này, vừa nãy chỗ kia là rét. Có cái gì này, hay là à kiểu như là cái gì nhỉ, cái nơi mà để đồ không dùng đến đó mọi người. Còn đây cam quýt này, cái này là kiểu gió to cho nên nó cũng rụng khá nhiều rồi mọi người. Không thích nhỉ. Bốn xung quanh vàng vàng đỏ đỏ kết hợp với hoa. Ô, ở đây người ta có cái ghế để chụp hình đấy. Ô, Minh Chi à, ui giời, đẹp chưa, dễ thương. Ủa, cây này đẹp đấy. Mọi người mà có đi Jeju thì đi vào tầm tháng 2, à tầm tháng 10 đến tháng 2 thì là đoạn tháng 1 cũng được là đẹp. Bây giờ nó rụng hết dưới nền đây này. Nhưng mà nhà mình là cũng đã chụp được một bộ hình rất là đẹp rồi. Mấy khi cả gia đình đi chơi như thế này. Cây này vẫn đỏ nguyên này. Gì rồi? Rồi. À po thôi. Bỏ bế nó kia, nó cái nách của nó đau. Hay nhỉ, cái cây ở đây nó rất là thấp nha mọi người. Nó thấp mà nó lại sai quả nữa. Đường này cũng đẹp này. Mọi người vào đây xem thì chỉ mất tầm khoảng 4.000 một người thôi nha mọi người. 80.000 tiền Việt là mình có thể tham quan được hoa này, rồi quýt, chụp hình các thứ thoải mái. Còn ví dụ mà ai mà muốn gọi là muốn trải nghiệm hái cam ấy thì là thêm có 5.000 nữa, là cái ông giám đốc, ông chủ này ông sẽ cho mình một cái giỏ để mình cho vào đấy. Đó, thế nhưng mà nhà mình không, tại vì nhà mình chưa có về ngay mọi người. Chưa có về ngay cho nên là chỉ ấy thế này thôi. Rất là đẹp luôn. Thích dã man. Cái chỗ này thì lại nhiều cam hơn là cái chỗ vừa nãy này mọi người.
phí nhỉ, nó cứ rụng thối nó rất lên đấy như này, rất nền như này không ai ăn. Không có được đẹp mấy tại vì cái này không phải là người ta trồng để người ta thu hoạch nha mọi người, mà là như kiểu để trải nghiệm hay sao, hay là còn thừa chỗ người ta trồng người không biết. Đấy. Xe công nông của cái bác chủ. Anh chồng mình bảo là anh thử ngồi đây. Cái này chồng mình biết lái nha mọi người, ngày xưa anh ấy làm nho ấy. Bố chồng mình với này anh chồng mình là lái cái này siêu lắm, nhưng mà thỉnh thoảng thôi, chủ yếu là bố chồng làm ấy. Đấy, đang tả anh kìa. Giật như là à, ngồi lên. Cẩn thận đi. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là gần hơn 5 giờ chiều rồi. Bây giờ mình đang đến một cái chỗ để mua quà lưu niệm, một cái địa điểm cũng rất là nổi tiếng khi mà đến Jeju ấy. Đây này. Bây giờ nó hơi tối cho này, thời tiết hơi sầm xì một tí. Biển ngay đây này. Ở dưới đây là mọi người. Toán những chồng mà anh bảo là đá như kiểu nham thạch không biết phải không? Không là không thấy mình, không biết ông lừa mình. Hai đứa nhà mình thì đã đi vào trong một cái gọi là cái shop bán đồ lưu niệm rất là đẹp luôn, ngay trước mặt biển người ta bán màu hồng này. Đây, quay đây cho mọi người xem. Đấy, rất là xinh và dễ thương luôn. Còn là mình sẽ đi loanh quanh ở đây một tí, hai đứa nào cho mấy nó chọn trước. May thời tiết là sầm sầm tối mà nó cũng không có lạnh mấy bình thường thôi. Anh chồng mình đang mà ngồi ở đây. Có một cái ghế hồng hồng người ta đã chuẩn bị sẵn để mình chụp hình, nhưng mà tối nay chụp kiểu gì có đẹp đâu. Đấy. May mà nó không mưa là quá là hạnh phúc rồi mà. Rồi xong mà số đen. Tại vì mình đặt trước cho nên là dự báo thời tiết mình có xem được hết đâu. Đến đúng ngày đi thì nó báo là 2 ngày mình ở đây là đều mưa. Thế mà hôm sau thời tiết hay là người ta báo sai không biết. Đây là một cái bản đồ để mình đi du lịch ấy, những cái địa điểm nào mình đến này. Ở đây thì nổi tiếng là những cái người đánh bắt cá mọi người. Những cái cô hoặc là bà có tuổi ấy, 70, 80 mà người ta vẫn nặn nha mọi người. Vẫn nặn, thỉnh thoảng mình cũng chỉ xem ở trên tivi thôi, chứ còn thực tế thì mình cũng không biết. Thế nhau ăn à? Ông chồng mình đang bảo là ở đằng kia đang có một cái nhà người ta đang cho thuê. Cứ thích là đến Jeju To sống thử một tháng mọi người. Lại còn có kiểu sống thử như thế nữa chứ. Bảo là nếu mà những cái mình thuê cái địa điểm nào mà nó rẻ đấy thì nó cũng được. Thế nhưng mà cũng chắc là khách sạn ở một tháng thì đắt lắm. Mình chỉ thuê gọi là nhà dân bình thường thôi thì chắc là ok. À với lại hôm nay nữa là mình sẽ có hẹn với một chị bạn ở đây nha mọi người. Quen chị mà chưa gặp lần nào, thế nào chắc nhà chị đến đây cũng phải tầm 15-20 phút, cho nên hai chị em mình đã hẹn nhau ở một cái quán ăn gì nhỉ, ăn gỏi rồi. Nhưng mà chưa đến giờ, mình sẽ mua những cái sản phẩm quà lưu niệm trước, sau đó rồi mình sẽ đến cái chỗ địa điểm đấy, xong hai chị mình gặp nhau. Người Việt Nam mình, nhưng mà chị giỏi dã man mọi người ơi, mình rất là ngưỡng mộ chị luôn. Cho nên là nhân cơ hội đến Jeju, thế là bảo là hai chị em mình gặp nhau một tí thì chị rủ đi ăn. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha mọi người, xem là có những cái sản phẩm nào xong rồi mua về làm quà, hai đứa thì nó muốn tặng bạn đó. Bên ngoài đây họ vẽ vào những cái tảng đá hình thù rất là xinh và dễ thương để ngay bên ngoài cửa nối vào này. Vì bên trong toàn đồ dễ thương đó mọi người ơi. Wow, cái này là nến nha mọi người. Nến thơm ấy. Hôm nay thì em Minju nói là mua cho mấy bạn thân ở trường này, với lại mấy bạn học chỗ học thêm tiếng Anh với lại toán ấy, là cũng chỉ có ít người thôi, với lại tặng cả cô giáo nữa. Cho nên là hai em mới vào đây là chọn cả tiếng luôn mọi người. Thấy những cái hình thù biểu tượng của đảo Jeju rất là dễ thương. Với lại thêm một món đặc biệt nữa khi đến Jeju là sô-cô-la nha mọi người. Đó, rất là ngon luôn, nó khác hẳn với những cái loại mà mình mua ở siêu thị ấy. Lần nào hầu như là ai đi Jeju về là cũng mua cái này để làm quà. Với lại lần này thì nhà mình cũng sẽ mua rất là nhiều. Ở đây thì chỉ là mua đồ lưu niệm thôi, còn nếu mà muốn mua kẹo sô-cô-la thì mình phải đến chợ, thì nó rẻ với lại kiểu nó ngon mọi người. Nên là Minju bảo là mua tạm 1-2 gói thôi, để cho bạn ấy thích ngắm ấy. Ngay cái chỗ này thì nhìn ra thẳng ngoài biển kìa, nhưng mà thời tiết hơi tối tối. Em Minju với Đông Quân là tí là bảo là con sẽ đứng ở đây con chụp hình.
bên ngoài là anh chồng mình đang đợi, tại vì đàn ông người ta không có thích mua sắm kiểu đợi lâu ấy, cho nên anh đứng ở bên ngoài. Bên Đông Ngân ấy thì lớn cấp 2 rồi, sắp lên cấp 2 rồi nhưng mà vẫn thích chơi mấy cái con gấu bông như này này. Đó, đi biển hoặc là đi đâu ấy rất là thích mua những cái loại gấu bông này á. Tại vì lúc nó ngủ nó vẫn còn ôm gấu bông nó ngủ mà. Người ta đan bằng tay len trông xinh dã man, nhưng mà cái này chắc là mình sẽ không mua, chỉ ngắm thế này thôi. Mình đã mua xong rồi mọi người, cả 100.000 tiền mua quà lưu niệm với cả bánh nữa. Bây giờ mình sẽ đi đến nhà hàng nhé. Đồng con bảo mẹ con muốn đây, con muốn xuống đây xem một tí. Này, nó mặc cái áo đen xong cái đá kia nó cũng đen, bảo là không nhìn thấy. Okay. Ôi, ngay biển mà không có gió mấy mà cũng không có rét mấy nha mọi người, bình thường thôi. Bây giờ nhà mình đã đến đây rồi, đến trước khoảng tầm 15 phút, đang đợi, đang ngắm biển một tí. Nhưng mà biển ở đây thì nói chung là mùa hè nó đẹp thôi, với là kiểu bãi biển thì nó khác ấy, còn cái chỗ này thì không phải, cái này gọi là ven biển thôi. Bốn xung quanh ven biển thì rất là nhiều món gỏi nha mọi người. Quán nào nó cũng xe là cộ là chật chỗ luôn. Thì đây. Hai đứa nhà mình mọi người bây giờ kiểu nó lớn rồi ấy, cho nên là nó cũng không có phải là khoái đi chơi mấy đâu. Đi đến đâu nó cũng kiểu bình thường ấy. Tầm này nữa nó mà lớn thêm tí nữa là theo nó còn không đi cùng nữa cơ. Tận ngã đấy mà khóc thì đúng là. Ôi giời ơi. Hôm nay gia đình nhà mình với nhà chị gặp nhau là đi cùng với trẻ em ấy, là tổng là 2 mâm ngồi. Thì trước tiên là họ đã chuẩn bị sẵn một đĩa gỏi hải sản. Đó, mọi người nhìn thấy bào ngư chưa? Bào ngư với lại còn một số những cái loại khác nữa cơ. Nói chung là mình cái loại bào ngư thì mình không ăn được, mình chỉ ăn được cá gỏi thôi. Thấy có trẻ em thì người ta cho thêm cả cá chiên giòn này, món này thì lại ngon nhá. Rất là giòn, ăn được cả xương luôn. Với lại thịt chiên xù. Còn bên đây là một đĩa, một mâm khác nữa. Đó, nói chung là cá gì cũng ngon, ngay đồ biển mà. Được cái là nó tươi, ngon xong rồi. Đi cùng cái combo này thì họ cho mình sò nướng với lại phô mai 5 con. Đó, bọn trẻ con thì mình thấy là ăn nó khét ngon với cá thu rán nữa. Rồi mọi người, bây giờ cả gia đình nhà mình chuẩn bị di chuyển, tiếp tục chuyến du lịch hành trình Jeju. Hôm nay thì là ngày cuối cùng của khách sạn này nha mọi người. Hôm nay thì chuẩn bị gói đồ hết rồi. Đấy, tối nay thì mình sẽ ngủ ở một khách sạn khác ở gần sân bay cho nó tiện cho việc sáng mai mình bay sớm ấy. Bây giờ trả phòng xong rồi đi. Đấy, xỏ dép vào xong hai em mới đi. Lần sau chắc phải mang hai cái vali to mọi người. Đợt này là một cái to một cái nhỏ. Mình chưa chỉ thích kéo cái kia. Bây giờ mình vào đây mua đồ, mua tiếp đồ lòng quà, với lại mua thêm sô cô la. Đang ăn thử cái gọi là cái tức này. Rất là lạ nhá. Có cái này ngon lắm. Mà cái này 5,000 원 이고요. 하나에 5,000원 이고 다섯 아니 3개에 만 원. 이거요? 네, 3개에 만 원. 젤리 하나 사야 될 것 같은데. 응? 젤리 하나 사야 될 것 같은데. 네 개에 만 원이요? 세 개에 만 원. 세 개에 만 원? 이거 하나에 5,000원. 그럼 세 개 주세요. 이거 세 개 할까요? 응, 아니면 생각하는 건 맞고 레이어 막아요. Hôm nay thì chắc là nhà mình sẽ mua rất là nhiều sô-cô-la để làm quà, cho nên là sẽ không có mang trực tiếp về mà là nhờ người ta gửi bưu điện nha mọi người. Có nghĩa là khi mà mình về đến đất liền ấy thì là cái sản phẩm này là nó cũng về đến luôn, hoặc là nó sẽ chậm khoảng một hôm, tại vì ở đảo thì nó hơi chậm một tí đó mọi người. Với lại nó phụ thuộc vào thời tiết nữa. Mình chỉ mất tầm khoảng 100.000 tiền Việt, tiền cước thôi là họ sẽ gửi tận nhà luôn. Cái cửa hàng này thì mình thấy rất là to mà người ta bán cũng không có đắt quá này. Dù là những khách đến đây hầu như là toán là khách du lịch, nhưng mà người ta cũng không có bán gọi là như kiểu cắt cổ mấy đâu. Rất là bình dân, cũng giống như cái chỗ hôm qua mình đi ấy. Đấy, bây giờ thanh toán. Mấy cái sô-cô-la này người ta làm những cái hình ảnh rất là đẹp nữa. Những cái núi đặc trưng ở đảo Jeju ấy mọi người.
Bên ngoài thì cô thấy mình mua nhiều, mọi người hơn 100.000 won. Thế là cô ấy lại cho thêm mấy cái để mình ăn thử. Cô bảo mấy cái ăn thử này thì mình mang về trước, không cần phải gửi cũng được, cho bọn trẻ con ăn xong rồi lần sau mà ngon thì lại đến ăn tiếp. Đó, bây giờ thì sẽ đến màn đi ăn ẩm thực nha mọi người. Mình sẽ gọi thử hai cái món kia là cơm cơm bào ngư. Cơm bào ngư với lại thịt lợn rừng. Thịt lợn đen ấy. Đó, ăn thử xem nó như thế nào. Ủa, nhìn thì khá là hấp dẫn mọi người. Bây giờ sẽ ăn, mới gọi hai cái tại vì tí mình muốn ăn cả món khác nữa đó mọi người. Bây giờ địa điểm thứ hai nhà mình đến là cái chỗ nướng tôm hùm nha mọi người. Tôm hùm kiểu nướng bơ ấy, nhưng mà nó nhỏ thôi. Bên đây là có cả mực vệt bạch tuộc nướng bơ. Con nào con đấy rất là hấp dẫn luôn mọi người. Đây, người ta đang quyết bơ nữa này. Bơ rồi tỏi cũng có, nhưng mình thích ăn cái gì mình chọn cái đấy. Nhưng mà nhà mình thì chọn bơ tại vì đi với trẻ con ấy. Ngon đấy. Wow. Tất cả là kiểu là wow. Một con nửa con là 10.000 nha mọi người. Tiếp tục là mình sẽ đi sang một cái quán bánh. Nhìn bên ngoài thì như là kiểu bánh ngọt bình thường, nhưng mà bên trong người ta lại làm một cái nhân hơi đặc biệt là thịt băm nha mọi người. Đó, rất là hấp dẫn, mình cũng muốn ăn thử. Cho nên là đông với Minchu là sẽ đặt mỗi loại một cái. Còn bên cạnh là kim thạp người ta chiên giòn lên. Ăn thì cũng khá là ngon, kiểu cái vị này đặc biệt thì đất liền nhà mình cũng chưa được ăn bao giờ. Nhưng mà ở đây thì rất là đông khách, tại vì cái quán này ấy, là cũng rất là nổi tiếng trên mạng xã hội. Đấy, chỉ mấy phút sau là đã rất là nhiều người đến đứng xếp hàng để mua và ăn cái bánh này ấy. Thì gia đình nhà mình cũng may là đến sớm, người ta lúc đấy nó còn vắng ấy. Rồi hôm nay chắc là mình dừng video tại đây nhá. Hẹn tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.